quý vị, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật đấu thầu sửa đổi và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Luật đấu thầu 2023 có hiệu lực thi hành đã kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước. Luật đấu thầu có những điểm mới đáng chú ý nào? Đây cũng là nội dung chính trong chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau 8 năm thi hành, luật đấu thầu năm 2013 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu, thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm công, quản lý sử dụng vốn, tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành luật đấu thầu trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như một số quy định của luật chưa phù hợp với thực tiễn hoặc quy định chưa đầy đủ, dẫn đến khó khăn trong lựa chọn nhà thầu. Quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu còn phức tạp, thời gian lựa chọn nhà thầu kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư mua sắm công. Bên cạnh đó, quy định về kiểm tra giám sát, chế tài xử lý vi phạm chưa đầy đủ, chưa ngăn chặn được tình trạng gian lận tiêu cực, tham nhũng trong đấu thầu diễn biến phức tạp. Một số quy định chưa bảo đảm thống nhất với các luật hiện hành khác như luật đất đai, luật lao động, luật nhà ở, luật đầu tư công. Vì vậy, việc sửa đổi luật đấu thầu là cần thiết nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế bất cập của luật hiện hành. Với 10 chương 96 điều, luật đấu thầu năm 2023 với những điểm mới được sửa đổi bổ sung cụ thể như một số quy định nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình đối với hoạt động mua sắm, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí, hàng hóa, phục vụ hoạt động dầu khí theo hợp đồng dầu khí và một số hoạt động mua sắm có tính đặc thù khác. Luật bổ sung một số trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án lớn, quan trọng, cấp bách, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động đấu thầu. Về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư, để đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có đề xuất tốt nhất về kỹ thuật, xã hội, môi trường và hiệu quả sử dụng đất, đầu tư phát triển ngành lĩnh vực. Ngoài ra, những ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu thì ngoài các quy định chung, luật đã dành một chương riêng để quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế. Song song đó, luật đã cải cách đơn giản hóa quy trình thủ tục đấu thầu theo hướng đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, nhằm tăng cường tính công khai minh bạch, ngăn chặn các hành vi thông đồng gian lận trong đấu thầu, đồng thời cắt bỏ một số thủ tục thẩm định phê duyệt ở cấp trung gian. Bổ sung quy định cho phép triển khai trước một số hoạt động đấu thầu, chỉ quy định thời gian tối thiểu để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu, đồng thời quy định thời gian tối đa để người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu đăng tải các thông tin trong đấu thầu. Mặt khác, nhằm góp phần khắc phục tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động đấu thầu, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đấu thầu, luật đã quy định về công khai thông tin, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu theo hướng yêu cầu công khai tất cả các thông tin trong đấu thầu nhằm nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các bên có liên quan, hạn chế tình trạng gian lận, làm cơ sở loại bỏ các nhà thầu không có uy tín, hàng hóa không bảo đảm chất lượng hoặc không đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực tế. Thưa quý vị, liên quan đến những điểm mới của luật đấu thầu sửa đổi 2023, luật sư Phạm Quốc Doanh, trưởng văn phòng luật sư Khang Chính, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ cho biết cụ thể hơn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào luật sư Phạm Quốc Doanh, trưởng văn phòng luật sư Khang Chính, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này của chúng tôi. Thưa luật sư, là luật đấu thầu sửa đổi năm 2023 là có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thì việc mà sửa đổi luật đấu thầu đã tháo gỡ được nhiều cái điểm nghẽn trong các lĩnh vực đấu thầu hiện nay, nhất là trong lĩnh vực y tế, nhằm cái mục tiêu là nâng cao cái chất lượng quản lý của nhà nước về đấu thầu. Thì luật sư có cái chia sẻ về cũng như cái quan điểm của luật sư về việc sửa đổi của luật đấu thầu năm 2023. Các cái quy định của luật đấu thầu 2013 là còn chưa phù hợp với lại cái thực tiễn. Rồi thứ hai nữa là các cái quy trình, các cái thủ tục để mà lựa chọn nhà thầu là còn phức tạp, tức là không có sự thống nhất. Và cái thời gian để mà lựa chọn các nhà thầu là nó còn kéo dài, đấy, ảnh hưởng đến các cái tiến độ triển khai các cái dự án đầu tư mua sắm.
Rồi thứ ba nữa là các cái quy định về việc là phân cấp phân quyền, rồi là xác định các cái quyền hạn cũng như là trách nhiệm của các cái chủ thể trong cái quá trình mà thực hiện cái hoạt động đấu thầu, rồi là lựa chọn các nhà thầu thì nhiều trường hợp là chưa đầy đủ và cũng chưa rõ ràng. Thế rồi thứ tư nữa là cái quy định về cái việc là kiểm tra giám sát cũng như là các cái chế tài xử lý các cái vi phạm trong cái hoạt động đấu thầu là cũng chưa đầy đủ và chưa có cái sức nặng để mà ngăn chặn rồi răn đe được các cái tình trạng gian lận thông thầu cũng như là các cái hoạt động mà mang tính chất tiêu cực trong các cái hoạt động đấu thầu đấy. Thế rồi thứ năm nữa là cái luật đấu thầu 2013 thì cũng chưa có cái sự thống nhất với lại các cái luật khác đấy, ví dụ như là luật đất đai, luật nhà ở, thế rồi là luật đầu tư công đấy. Thế rồi cái hạn chế nữa là các cái quy định về hình thức rồi lựa chọn nhà thầu rồi chỉ định thầu trong các cái trường hợp đặc thù hoặc những trường hợp đặc biệt đấy, ví dụ như là những cái trường hợp mà mua sắm các cái thuốc men, trang thiết bị y tế đấy, rồi đặc biệt là trong những cái tình huống đấy, có tính chất đặc thù hoặc là đặc biệt như là dịch, chống dịch chẳng hạn, thế thì nó cũng chưa có các cái quy định cụ thể để nó đảm bảo cho cái việc linh hoạt trong các cái việc là mua sắm các cái trang thiết bị vật tư y tế. Các cái quy định về đấu thầu là nó cũng chưa chặt chẽ nên nó dẫn tới có nhiều các cái tính tiêu cực trong các cái hoạt động đấu thầu rồi tổ chức đấu thầu. Cái công tác mà quản lý nhà nước đối với lại các cái hoạt động đấu thầu rồi cái việc mà thực thi các cái pháp luật đấu thầu thì coi như là còn hạn chế và nó cũng dẫn tới rất nhiều các hành vi như là thông thầu, gian lận thầu rồi các hành vi tiêu cực khác trong cái hoạt động đấu thầu. Thế vậy thì luật sửa đổi năm 2023 có những cái điểm mới tiến bộ nào so với luật trước đây ạ? Luật đấu thầu sửa đổi bổ sung 2003 lần này đơn giản hơn về cái mặt thủ tục hành chính. Thế rồi nó cũng tăng cái tính cạnh tranh, cái tính công bằng, cái tính minh bạch, cái công khai trong các cái hoạt động đấu thầu. Thế rồi nó cũng có tính là ngăn ngừa được các cái hành vi tiêu cực trong các cái hoạt động đấu thầu, bổ sung thêm cái đối tượng mà phải áp dụng cái luật đấu thầu, đó là cái doanh nghiệp mà là thuộc cái doanh nghiệp nhà nước, người ta đứng ra, người ta thành lập 100% vốn điều lệ thì cái đối tượng này là cũng phải áp dụng cái luật đấu thầu. Thay thế, thay đổi các cái hình thức, phương thức rồi các cái quy trình thủ tục để mà lựa chọn các nhà thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cũng sự thay đổi, bổ sung các quy định về cái kế hoạch tổng thể để mà lựa chọn cái nhà thầu cho cái dự án, rồi bổ sung cái quy định về nguyên tắc cũng như là nội dung của cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đấy. Thế rồi thứ tư nữa là bổ sung thêm một cái đối tượng là cái hộ kinh doanh cũng là có quyền được tham gia với tư cách là người tham gia vào cái việc đấu thầu. Thế rồi thứ năm nữa là bổ sung cái quy định về đảm bảo dự thầu cũng như là đảm bảo cái hợp đồng, thực hiện cái hợp đồng sau khi mà trúng thầu, về các cái hồ sơ mời thầu, về các hợp đồng mời, các cái ưu đãi trong việc lựa chọn nhà thầu, thế rồi về các cái trường hợp hủy thầu cũng như là về các cái vấn đề như là đăng tải các cái thông tin về đấu thầu để nó đảm bảo cái việc là minh bạch, công khai. Đấy. Thế rồi là thứ sáu nữa là quy định cụ thể về những cái hành vi mà bị cấm trong cái hoạt động đấu thầu. Thưa luật sư, bên cạnh những cái điểm mới tiến bộ thì luật đấu thầu năm 2023 còn cái sửa đổi bổ sung một số cái hành vi cấm trong cái hoạt động đấu thầu, thì luật sư có thể cho biết những cái hành vi cấm này được quy định như thế nào? Cấm đưa, nhận và môi giới hối lộ trong hoạt động đấu thầu. Cấm cái việc là lợi dụng chức vụ quyền hạn để mà gây ảnh hưởng, rồi là can thiệp trái pháp luật vào các cái hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức. Rồi thứ ba nữa là cấm các cái hành vi là có tính chất là thông thầu. Đấy, ví dụ như là dàn xếp với nhau để mà ép buộc một cái bên
phải rút hồ sơ hoặc là phải thay đổi cái hồ sơ để mà không tham gia đấu thầu nữa. Đấy, tức là thông thầu, cấm những cái hành vi như là gian lận trong cái hoạt động đấu thầu, cấm những cái hành vi là cản trở cái hoạt động đấu thầu, hủy hoại, lừa dối hoặc là che giấu các cái chứng cứ thông tin, những cái sự thật mà liên quan đến cái hoạt động đấu thầu, đúng không? Tức là anh cản trở những người có thẩm quyền trong cái việc tổ chức cái hoạt động đấu thầu để thực hiện cái công việc của họ. Thế rồi anh cố tình là khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để mà anh cản trở các cái hoạt động đấu thầu. Thế rồi có những cái hành vi vi phạm pháp luật khác, vi phạm về an ninh trật tự đấy, để đe dọa, khủng bố đấy, đối với lại những người mà liên quan đấy, để mà anh cản trở các hoạt động đấu thầu thì đấy cũng là hành vi bị cấm. Rồi thứ sáu nữa là cấm những cái hành vi mà nó sẽ không đảm bảo cho cái sự công bằng, cái sự minh bạch trong các cái hoạt động đấu thầu. Rồi thứ bảy nữa là cấm cái hành vi là tiết lộ các cái thông tin tài liệu và các cái thông tin mà cần phải giữ kín trong cái quá trình mà tham gia đấu thầu cũng như là thực hiện các cái hoạt động đấu thầu. Đấy. Rồi thứ tám nữa là cấm cái hoạt động là chuyển nhượng thầu. Đấy, ví dụ như là anh trúng thầu nhưng mà anh không thực hiện, mà nôm na là anh bán cái thầu đấy cho cái người khác để người ta thực hiện. Đấy, thì cái đấy cũng là cái hành vi là bị cấm. Thế rồi là thứ 9 nữa là cấm cái việc là các cái nhà bên ngoài thầu là anh tổ chức cái việc là mời thầu khi mà anh chưa xác định được cái nguồn vốn để anh đầu tư. Đấy, tức là khi chưa xác định được anh có cái nguồn tài chính để mà anh tổ chức đấu thầu rồi mua sắm hàng hóa hay không, mà anh đã tiến hành cái việc là kêu gọi đấu thầu rồi là thực hiện cái việc mời các cái nhà thầu người ta tham gia, thì cái đấy là cũng không được, là những cái hành vi đó là hành vi bị cấm. Xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian của trao đổi này. Ngoài ra, để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đấu thầu, luật bổ sung hoàn thiện quy định về trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu, đồng thời hoàn thiện quy định về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu. Có thể thấy, với những điểm mới được hoàn thiện, bổ sung mới, chặt chẽ về tính pháp lý, luật đấu thầu năm 2023 khi đi vào cuộc sống sẽ đáp ứng phù hợp với thực tế trong nước và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực đấu thầu. Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và Cuộc sống do Phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.